Em xin thanh lý một cái đồng hồ nha, dư dùng nên em bán bớt nha cả nhà. Đây, Realme GT Neo 2 nha, rất là mạnh luôn. Đây, nguyên hộp nha, full box. Cáp sạc, sạc nhanh đến 65W. Màn hình nó xài chip Snapdragon 870 nha, 8 nhân, cực mạnh luôn. Chơi game, chiến game nhiều kia bình thường vô tư. Đó. 128 GB. Màn hình 6,62 inch. Full HD, pin là 5000. Đó, màn hình là cực đẹp luôn, màn hình là thuộc dòng E4 của Samsung nha. Đó, rất là sáng, độ sáng 1300 nit. Đó, con này là em quay video cả nhà. Em bán bớt nha. Đây, quay video đồng hồ này kia nè. Đó, chứ không có chơi game, không có gì luôn á, chỉ để quay video thôi nha. Em bán bớt camera nè, cả nhà cũng thấy em quay video nghe gọi rồi này kia rồi đó. Đó. Nguyên cục sạc 65W cực nhanh luôn. Đó, để phục vụ cho công việc mà em đâu có dùng đâu nè. Còn nguyên ni lông luôn nha. Đó, em bán con này kèm theo có cường lực, có ốp. Đó, 4 triệu rưỡi là bao ship nha, 4 triệu rưỡi nha cả nhà. Màu này màu xanh đa sắc nha, xanh đa sắc, vừa màu xanh mà vừa màu cam, màu vàng, gọi là đa sắc. Cáp sạc, sạc nhanh. Đó, full chức năng luôn nha cả nhà. Đầy đủ chức năng luôn. Ngoại hình là trên 90%, nguyên rin nha. Đó, nguyên hộp cho cả nhà luôn, 4 triệu rưỡi là bao ship nha. Full tiếng Việt luôn, có 5G rồi này kia đầy đủ. RAM đến 8GB nha. Chiến game là vô tư, hoặc là coi phim hoặc gì đó. Màn hình cực sáng luôn. Đó, em là em bán giá em này, em không có chi, em không có kinh doanh điện thoại nữa nha. Đó, em mua dọc rồi em bán. Đó, 4 triệu rưỡi nha cả nhà. Realme GT Neo 5. Cả nhà cứ lên mạng search ra, Realme là của đồng của điện thoại hãng là Oppo. Đó. Rồi, em xin hết nha.